Còn duy nhất món em hút ẩm Mitsubishi chân voi 25 lít điện 220, hàng cực kỳ tuyển cho anh em nhé. Đây mọi người này, buổi sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con máy hút ẩm Mitsubishi chân voi này, 25 lít mọi người nhé. Con này thì mình vừa tháo cho khách xem cái dàn bên trong, thì đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người luôn. Đấy, đây là con máy mọi người nhé, dàn cực kỳ đẹp luôn. Tại vì bác ấy cần, đây là vỏ sau mọi người, đây là vỏ sau. Thì bác này bác ấy cần xem dàn, một bác ở trên Tuyên Quang cần xem dàn thì em tháo dàn cho bác ấy xem, và nhân tiện em giới thiệu luôn cho anh em khách hàng nhá. Đấy, máy móc cực kỳ mới luôn mọi người nhá. Đây lốc ga này, đừng hàng bên em thì vỏ thì bọn em không xiên sơn, thì có thể có những con nó không được đẹp lắm, nhưng mà nói về chất thì các anh em cứ hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy, chất của nó này, máy cực kỳ tuyển luôn. Đấy, màn hình sáng nét nhá, không ố, không mất nét, không đen, không cái thứ. Đấy, thì con này thì dùng cho phòng được khoảng 80m2 đổ lại. Bác nào có nhu cầu với con hút ẩm Mitsubishi chân voi 25 lít, máy dàn nội thất cực kỳ đẹp, liên hệ với em nhé. Còn một chiếc duy nhất thôi, dùng cho 80m2.